Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên cho anh em một siêu phẩm là cục máy quay Thái 110 đời 2000 zin tiễn vip cực đẹp. Máy nguyên zin đầu nội bít, bao nổ im, bao đủ thứ, bao không khói. Tình trạng là máy bao gồm là cục máy, giò đạp, giò số, bình xăng con, co xăng, bô e, co xăng. Là cục máy này mình bán có giá là 15 triệu 500 cho anh em, 15 triệu 500 cho cục máy quay Thái 110 đời 2000 mã đầu là ET5 nha. Đó. Máy cực đẹp nha. Ở trong là bộ lửa là như mới luôn nha, mình đã kiểm tra rồi. À. Rất là đẹp, đẹp từ tất cả chi tiết màu sắc các kiểu luôn ha. Đó, bình xăng xanh lè, màu thì đầu lòng là màu nguyên zin, đúng màu zin nha, chưa qua tẩy rửa quá chắc, chưa qua bắn cát xử lý các kiểu nha. Sơn zin 100% không bắn tốt nha anh em. Máy mình bán bao nổ, bao im, bao không khói cho anh em. Đó, máy rất là đẹp, máy quay Thái 110 đời 2000 nha anh em, con này đời 2000. Mình bán cục máy này là 15 triệu 500 nha anh em. Bao anh em thầy thợ test đúng máy zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ bao im, bình xăng con xanh lè luôn. Đó, xá xị đầy đủ nha anh em, cũ đời là còn tem bọng rõ nét luôn. Anh em nào chơi xe nhìn cái chất màu nhôm này là đã biết nó chất như thế nào rồi. Cục này mình bán 15 triệu 500 nha, cho cục máy quay Thái 110 đời 2000 zin tiễn vip cực đẹp. Đó. Anh em nào chơi máy đẹp kiếm máy này là vô là đúng hại luôn nha anh em, không thể chơi chỗ nào được. Đó. 15 triệu 500 cho cục máy này. Lâu lâu mới có máy đẹp ha, anh em nào chơi máy đẹp thì alo mình 0933 996 332 ha. Máy quay Thái 110 đời 2000 mã đầu ET5, giá là 15 triệu 500 nha anh em, bao đủ thứ, bao anh em thì thợ test.